Làm xin chắc vân tay cho con thì được cái gì? Đây là một câu hỏi mà Nga thường xuyên nhận được. Và trong video này Nga chia sẻ với các mẹ về cái giá trị của xin chắc vân tay đối với các cái lứa tuổi khác nhau của các con này. Đặc biệt là đối với cả cái lứa tuổi mà Nga cảm thấy tuyệt vời nhất để làm xin chắc vân tay, đó chính là lứa tuổi từ 0 cho đến 5 tuổi. Bởi vì đây là cái giai đoạn vàng để có thể kích hoạt tất cả những cái tiềm năng vô tận trong não bộ của con. Và khi mà làm xin chắc vân tay thì sẽ giúp cho mẹ có được những cái sự thấu hiểu con về phần tính cách cũng như phần năng lượng. Thông qua đó mẹ biết cách giao tiếp với con đúng này, mẹ biết cách dùng phương pháp giáo dục phù hợp với lại những cái tố chất của con để kích hoạt những cái tiềm năng vô tận của con này. Và nếu như mà bạn đang có con trong độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi thì nhất định là hãy làm xin chắc vân tay cho con để có thể thấu hiểu con và yêu thương con đúng cách, đúng theo phương pháp khoa học. Bởi vì các mẹ biết là không có cái phương pháp giáo dục nào là hoàn hảo, chỉ có phương pháp giáo dục phù hợp nhất với con của mẹ thôi.